của đàn hậu học đối với quý thầy. Con còn nhớ ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Từ khi chúng con còn là một phàm phu chìm đắm nơi ngũ dục lục trần, gây ra biết bao tội lỗi, nhân duyên tương phùng, chúng con nay may mắn được thầy hóa độ, thế pháp xuất gia, hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Cái thọ ban sơ, khi tăng tấn chưa được thuần thục, quý thầy đã ân cần chỉ dạy chúng con từng một chút, nào là oai nghi tế hạnh giúp chúng con trang nghiêm tự thân, nào là pháp môn biết vọng để tâm vượt thôi nhẹ nhót chuyển cầm. Những lời chỉ dạy ấy chứa chan biết bao tình thương của quý thầy đối với chúng con, biển cả mê mông bao la vì chúng chứa trăm ngàn dòng sông, tình thầy cũng vậy vẫn bao dung tha thứ khi chúng con phạm phải lỗi lầm. Còn tìm hạnh phúc đâu xa nữa khi chính nơi đây là chốn bình yên. Biển vẫn mãi là biển, dù sóng có gỡ lăn tăn, dù trong cuộc sống tu hành chúng con sẽ gặp những chướng duyên nghịch cảnh, nhưng chúng con tin rằng chỉ cần không thối chí nặng lòng, luôn nhớ đến tâm niệm tu hành thì tất cả mọi gian khó cũng sẽ vượt qua. Đây là lời phát nguyện thay cho món quà mà chúng con kính dâng lên quý thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Giờ đây trong không khí thiêng liêng thấm đượm lòng tri ân, đệ tử chúng con thành tâm hướng đến quý thầy, xin hứa sẽ luôn tinh tấn tu tập, nhớ đến ơn thầy mỗi ngày. Chúng con sẽ luôn sống trong tỉnh giác, nhớ đến ơn thầy mỗi ngày, chúng con sẽ tìm về với nguồn cội xa xưa. Chúng con ngưỡng nguyện học ân Tam Bảo, gia hộ cho quý thầy tứ đại điều hòa, tuệ đăng thường chiếu, đệ tử chúng con mãi nương theo ân đức của quý thầy để được tiến tu trên bước đường tìm về bảo sở. Chúng con xin kết lại lời cảm niệm hôm nay bằng bài thơ Người Lái Đò Thầm Lặng. Suốt một đời đưa khách sang sông, ai còn nhớ người lái đò thầm lặng, vẫn ngược xuôi dù gió mưa hay nắng, tiễn người đi biệt biệt chẳng về thăm, vẫn lặng lẽ bằng tất cả trái tâm, vì sự nghiệp trọng người đầy cao cả. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.